Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài tập ngày thứ 51 trong chuỗi bài tập yoga tại nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài tập ngày hôm nay nha. Thì đây các bạn hãy ngồi thật thoải mái trên thảm, hai tay đặt lên đầu gối. Chúng ta cùng hít thở đều, hít thật sâu, thở ra, hít vào, thở ra, hít thật sâu, thở hết ra, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm. Chúng ta cùng chắp hai tay về trước ngực và cùng chào nhau. Namaste. Bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình hai viên gạch nhé. Rồi, từ đây chúng ta sẽ trở về tư thế cái bàn nào. Trở về tư thế cái bàn. Hai tay của mình tách rộng bằng vai, hai đầu gối tách rộng bằng hông. Hít vào, chúng ta đẩy ngực nâng cằm của mình lên, vươn dài cơ cổ, mở căng lòng ngực của mình. Thở ra cuộn lưng, hóp thật sâu bụng, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục hít vào, nâng cằm lên nào, vươn dài cơ cổ, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra cuộn lưng, hóp thật sâu bụng, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục hít vào, nâng cằm lên, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra cuộn lưng, hóp thật sâu bụng, mắt nhìn xuống. Hít thở đều. Hít vào, chúng ta duỗi chân phải của mình ra sau, tay trái về trước. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Tay ra sau, nắm vào cổ chân. Hít đẩy chân lên thật cao theo khả năng của mình. Giữ 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ tay xuống. Thu đầu gối về gần cả màu trán, cuộn lưng của mình lại. Rút bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ đầu gối của mình xuống, đổi bên chân nào. Hít vào, duỗi chân trái ra sau, tay phải về trước giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Tay ra sau, nắm vào cổ chân. Hít đẩy chân lên cao. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ tay xuống. Thu đầu gối về gần cao màu trắng. Thu đầu gối về, cuộn lưng lại. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục thở ra, hạ đầu gối của mình xuống. Hạ đầu gối xuống. Tiếp tục hít vào, duỗi chân phải ra sau, tay trái về trước giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở tay ra sau, nắm vào cổ chân. Hít đẩy chân lên cao. Giữ 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ tay của mình xuống. Thu đầu gối về gần cả màu trán, cuộn lưng lại. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở hạ đầu gối xuống, đổi bên. Hít chân trái ra sau, tay phải về trước giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Tay ra sau, nắm vào cổ chân nào. Hít vào, đẩy chân lên, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ tay xuống. Thu đầu gối về gần cả màu trắng. Thu đầu gối về gần cả màu trắng. Giữ 5, 4, 3, 2 và 1. Thở hạ đầu gối của mình xuống nào. Hạ đầu gối xuống. Okay.
Từ đây chúng ta chống 10 đầu ngón chân, đẩy mông lên cao, chõng mặt, nhấn vai của mình xuống, hít thở đều, nhón gót chân lên xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây chúng ta hít vào, đá chân phải ra sau lên cao, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở bước chân phải về giữa hai bàn tay. Hạ đầu gối chân sau của mình xuống, vuốt mũi chân sau. Hít vào, hai tay vươn lên cao, đan tay vào nhau. Giữ ở đây nào. 1, 2, 3, 4, 5. Thở chúng ta tay chạm, tay phải sang bên phải. Chạm mũi bàn tay hờ thôi, siết bụng nghiêng phải. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, tay phải vươn lên. Tay phải nắm vào cổ tay trái, duỗi thẳng tay của mình, tiếp tục nghiêng phải. Mắt nhìn sang bên trái. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi nhẹ nhàng hạ tay của mình xuống. Hạ tay xuống. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng chìm sâu khớp háng của mình xuống ngay. Chìm sâu khớp háng xuống. Rồi, nay chúng ta gấp đầu gối chân sau của mình lại. Vuốt mũi chân, xô nhẹ người về trước. Xô nhẹ người về trước. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở nhẹ nhàng, hạ chân xuống, hạ chân xuống. Chúng ta cùng bước chân ra sau, về tấm ván cao. Giữ ở đây, hít thở đều. Xốp vai của mình lên, dồn lực đều vào các đầu ngón tay. 1, 2, 3, 4. Bấm đều lực dồn vào các đầu ngón tay nào. Đổi nghiêng sang bên phải, nghiêng sang bên trái. Nâng tay phải của mình đi. Rồi, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở hạ tay xuống, tấm ván ca. Đổi bên nào, nâng tay trái lên. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ tay của mình xuống. Từ đây chúng ta cùng chồng khuỷu tay của mình, hạ toàn bộ cơ thể cùng chạm xuống thảm. Hít vào, trườn người lên. Trườn người lên. Siết bụng, siết mông đùi. Thở ra, chống 10 đầu ngón chân. Trở về chõng mặt, chìm sâu vai xuống. Hít vào, đá chân trái ra sau lên cao. Thở, giữ ở đây đã. 5, 4, 3, 2, 1. Thở bước chân trái về giữa hai tay của mình. Hạ đầu gối chân sau xuống, vuốt mũi chân sau. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng tay trái sang bên trái nghiêng, vươn căng tay phải, xếp bụng giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Tay trái nắm vào cổ tay phải, duỗi thẳng tay của mình nghiêng, vẫn tiếp tục nghiêng trái giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, trở về. Thở chúng ta hạ tay của mình xuống, tách đầu gối trái sang bên trái một chút. Có thể gấp đầu gối phải của mình lại, chìm sâu hàng xuống. Cảm nhận căng cơ tứ đầu đùi của mình, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Hạ đầu gối xuống, nhớ siết lại. Bước chân ra sau về tấm ván cao. Giữ ở đây nào. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mặt phẳng nghiêng, nâng tay trái của mình lên giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Hạ tay xuống, tấm ván cao. Hít thở đều. Đổi bên nào. Nâng tay lên. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ tay của mình xuống. Hạ tay xuống. Cùng chúng ta hạ toàn bộ mặt cơ thể của mình cùng chạm xuống thảm, trùng đầu gối, trùng khuỷu tay của mình. Hít vào, chân người lên.
Thở ra chống 10 đầu ngón chân, trở về chỗ mặt, chìm sâu vai, hít thở đều, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra tiếp tục hít vào, đá chân phải ra sau lên cao, chân phải ra sau lên, thở bước chân phải về giữa hai bàn tay, chúng ta co đầu gối siết cơ bụng, từ từ bước chân của mình, nhé, thở hạ đầu gối chân sau xuống. Tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên cao, chắp tay lại, giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, hai tay ra sau lưng, đan tay, xoay vai, trượt tay theo đùi sau, nâng cầm lên, giữ ở đây, 1, nếu ai tốt có thể hướng tay của mình gần xuống thảo, 2, 3, 4, 5, hít vào, thở gập người về trước, hạ trán xuống nếu được, có thể không cần hạ trán, tay lên cao, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào trở về, rồi chìm sâu háng, tiếp tục gấp đầu gối chân sau, chìm sâu háng xuống, giữ ở đây, tay của mình ra sau có thể kéo gót chân về gần mông, theo khả năng của mình giữ 1, 2, 3, 4, 5. Rồi lúc này chúng ta nhẹ nhàng tiếp tục bước chân ra sau về tấm ván cao. Tấm ván cao, giữ ở đây, 5, 4, 3, 2 và 1. Nghiêng sang bên trái nào, bước chân phải ra sau, vươn tay phải qua đầu, tư thế vũ điệu hoàng dã, giữ ở đây, 1, 2, 3, 4, 5. Trở về tấm ván cao, tấm ván cao, hít vào, tiếp tục đổi bên nào, bước chân trái ra sau, vươn tay phải, giữ 1, 2, 3, 4, 5, thở hạ tay của mình xuống, trở về tấm ván cao, rồi mới chúng ta hạ đầu gối, hạ ngực cằm, tám điểm chạm sàn, hít vào chân người lên, gắn hổ mang, thở ra chống 10 đầu ngón chân, trở về chỗ mặt, chìm sâu vai xuống, hít thở đều, hít vào đá chân trái ra sau lên, thở từ từ bước chân co, siết bụng, bước chân của mình về giữa hai tay, hạ đầu gối chân sau xuống, hít vào hai tay vươn lên cao, ngả sau nào giữ, 1, 2, 3, 4, 5, hai tay ra sau, đan tay xoay vai, nâng cầm của mình lên giữ ở đây, trượt tay theo đùi sau, nếu tốt có thể hướng tay của mình chạm dần xuống thảm, 1, 2, 3, 4, 5, hít vào, thở gập người về trước, hạ trán gần xuống thảm, theo khả năng của mình giữ 1, 2, 3, 4, 5, rồi hạ tay của mình xuống. Ngay chúng ta nhẹ nhàng gấp đầu gối, chân sau, rồi giữ ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, tay trái ra sau nắm vào cổ chân, kéo gót chân về gần mông theo khả năng của mình, giữ 1, 2, 3, 4, 5, duỗi chân của mình ra. Tiếp tục trở về tấm ván cao, tấm ván cao, hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, nghiêng sang bên trái nào, bước chân phải ra sau, vươn tay phải qua đầu, giữ, 1, 2, 3, 4, 5, thở hạ tay xuống, trở về tấm ván cao, đổi bên nào, nghiêng sang bên, bước chân trái ra sau, vươn tay trái qua đầu, giữ 1, 2, 3, 4, 5, trở về tấm ván, hạ đầu gối xuống, hạ ngực cằm, tám điểm chạm sàn, hít vào chừng người lên, thở ra chống 10 đầu ngón chân, trở về chỗ mặt nào,
chìm sâu vai xuống. Tiếp tục chúng ta hít vào, đá chân phải ra sau lên cao. Thở bước chân phải về giữa hai tay của mình. Tiếp tục hạ đầu gối chân sau xuống, chìm sâu khớp háng nào. Bây giờ chúng ta sẽ dùng hai viên gạch của mình nhé. Chúng ta có thể đặt gạch ở hai bên, được chưa? Chìm sâu háng của mình xuống. Rồi. Từ đây chúng ta sẽ ý thức này. Chúng ta sẽ xô nhẹ người về trước nhé. Nhớ là siết cái đùi của mình để không cảm thấy bị đau khớp gối, được chưa? Gấp, xô nhẹ người về trước, gấp đầu gối chân sau lại. Gấp đầu gối chân sau lại. Rồi. Chúng ta có thể dùng tay phải của mình đỡ lên viên gạch. Tay trái ra sau. Được chưa? Tay trái ra sau. Nếu tốt, nếu chưa tốt thì thôi, không gì. Chúng ta sẽ không xoay vai của mình nữa. Còn đâu nếu tốt thì chúng ta sẽ dùng cùng xoay nhé. Rồi, tay ra sau. Rồi, xoay vai của mình nào. Đó. Tay đỡ lên viên gạch của mình. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1 thì chị ạ. Hơi căng cơ đùi. Rồi, thoát thế nào. Duỗi chân trước, gập người. Hít thở đều. Hít sâu và thở chậm. Hít thật sâu. Thở ra. Hít vào. Thở rồi chúng ta đổi bên nào. Chúng ta cùng bước chân của mình ra sau. Về tư thế cháu úp mặt. Hít thở đều. Hít vào đá chân trái ra sau lên. Thở bước chân trái về giữa hai tay của mình. Hạ đầu gối chân sau xuống. Đấy nhá. Chìm khớp háng của mình. Đấy chưa? Nếu chưa tốt thì cứ chống nguyên gạch lên. Gấp đầu gối chân sau lại như vậy, được chưa? Rồi. Tốt hơn thì chúng ta bắt đầu. Đưa tay phải ra sau. Rồi. Nắm vào bàn chân của mình này. Xoay cùi trò tay của mình. Xoay qua. Đó, thoát thế. Duỗi chân về trước. Hít thở đều. Hít sâu và thở chậm. Hít thật sâu. Thở ra. Rồi nhẹ nhàng, thoát thế nào. Hạ đầu gối của mình xuống. Đưa mông ra sau về em bé. Hít thở đều. Hít thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở hết ra. Hít vào. Thở ra. Rồi chúng ta nhẹ nhàng hít vào trở về cái bàn. Đẩy ngực nâng cằm của mình lên. Thở ra cuộn lưng. Hít thật sâu. Hít vào đẩy ngực nâng cằm lên. Mở căng lòng ngực giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở cuộn lưng. Hít thật sâu bụng nào. Mắt nhìn xuống. Hít thở đều. Hít vào đẩy ngực nâng cằm lên. Thở ra cuộn lưng lại. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta nhẹ nhàng mông ngồi lên gót chân của mình. Okay. Vừa rồi đó chính là bài tập ngày thứ 51 trong chuỗi bài tập yoga tại nhà. Hy vọng sẽ là một bài tập bổ ích dành cho các bạn. Và các bạn đừng quên sau khi tập xong hãy comment phản hồi các bạn. Và cũng đừng bao giờ quên đăng ký kênh YouTube Yoga Cho Người Mới Bắt Đầu. Nhấn vào chuông để chờ đợi những clip tiếp theo. Nếu bạn muốn tập các bài tập chuyên sâu với thời gian kéo dài hơn, bạn có thể đăng ký tham gia lớp học yoga online qua Zoom, được huấn luyện viên hướng dẫn chỉnh sửa cho các bạn nhé. Tạm biệt.